Trước khi đến với clip này, mọi người cho mình xin một đăng ký và chuông thông báo để nhận những clip mới nhất nhé. Và đừng quên cho mình xin một like, cảm ơn mọi người. Nếu các bạn có nhu cầu mua app Verify, thử vọng may kim cương với tỷ lệ trúng cực cao, hay đến ngay shop muoitv.com. Đây là shop do mình làm chủ và chịu hoàn toàn trách nhiệm nên mọi người có thể yên tâm nhé. Thì sau mình để với phần mô tả. Cảm ơn mọi người. Chào mọi người đến video theo của mình. Thì mọi đây thì hôm nay mình vừa mới nghĩ ra một cái ý tưởng, mình chôn con lợn bút, kiểu như là mình sẽ lừa nó, mình sẽ bảo là mình bị mất link cái file, xong mình sẽ thử xem phản ứng của nó như thế nào nhé. Ok, let's go. Đây là cái link phụ của mình và bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ nói dối là mình bị mất link đó. Đây là cái link phụ của mình này ạ, chả có gì hết. Ok, mấy cái sự kiện này là gì đấy? Đó, thấy chưa? Đích mới là được cái này đây anh em ạ. Ê, tôi không cho đi, lại còn mua nữa. Ok. Thì đích mình chả có gì đâu. Thấy chưa, anh em nhìn thì nhiều tả tơi luôn. Có mỗi bộ quần áo thôi. Bây giờ mình sẽ mời, tìm hắn để mình mời hắn vào xem hắn sẽ phản ứng thế nào nhé. Mời thằng bút vào xem nào. Alo. Cái gì đây? Qua rồi. Ai đây? Muội đây. Mày làm sao lại muội nick nào đây? Em bị mất nick kia rồi. Nick nào? Nick muội TV ấy. Nick nào? Nick em ấy. Phải. Sao mất? Chả biết sao ai hack mất nick rồi. Giờ không vào được nữa. Không đăng nhập được nữa. Ừ, đùa, chiều giờ có vào đâu. Nói rồi không nói sớm. Giờ mới nói chuyện gì. Em gì? Nói sớm làm gì? Nói sớm để biết đường mà xử lý, ngu. Giờ không lấy này được nữa, nó báo cái gì về rồi ấy. Rốt như con lợn. Mẹ, giờ phải chơi cái cùi cùi này chứ. Chịu thôi, biết làm nào giờ. Làm nào bây giờ? Ai biết được. Ờ. Em mất thì có chơi, tạo nick mới chơi thôi. Em để mất thì mất cả Facebook luôn à? Không, nick đấy không phải nick Facebook. Nick đấy là nick game thôi. Giờ mất rồi làm nào. Anh cũng chịu, không biết đâu. Ừ, không giúp người ta à? Giúp thế nào được, bây giờ có lấy lại được đâu. Có biết thằng nó lấy thằng nào đâu. Thì giờ chơi nick này. Thì đây bây giờ chơi đi. Nhưng mà nick này nghèo lắm, chả có đồ, chả có súng, nghèo là nghèo ấy. Chơi nhiều nó khoác giàu ra. Không, skin súng làm sao nó tự có được, nó phải nạp chứ. Thì em nạp vào đi. Tiền đâu giờ? Thế thì chịu thôi. Anh phải cho chứ. Ta đê. Cho 500k. 500 á? Ừ. Cho 500 ghê đấy. Bây giờ gửi 500 đây. Thế bảo cho 500, thích tiêu bao nhiêu thì tiêu. Ờ, gửi qua tài khoản ngân hàng nhá. Ờ. Ok. Gửi đi. Biết số tài khoản rồi đúng không? Ờ. Ok. Thì anh em ạ, thì mình chỉ cần 200 thôi mà nó cứ cho mình nhiều ấy. Tại vì là giờ chả biết đi quay súng gì. Kiểu mình chỉ để thử lòng thôi mà. Thế anh ở nó cho thật. Nịu gì đấy? Bắt. Anh ngờ cho thật em ạ. Ok, thì chắc là đây là nick mới. Mình cũng chả có skin súng, skin gì. Thì chắc là mình sẽ đi làm một ít tiền vào đây để mình đi quay đồ em ạ. Nghèo lắm, nick mình chả có gì luôn á. Ok, đây thì hắn gửi tin nhắn đến mình rồi đây. Mình đã nhận được tiền. Mình sẽ chỉ lấy 200 thôi và mình hắn trả lại nha. Thế mình gửi trả lại hắn tiền. Mình chỉ lấy 200 thôi chứ mình không lấy 500. Mình chỉ kiểu như clip này để thử lòng thôi, xem hắn phản ứng như nào ấy. Đấy chứ mình cũng không phải là để làm gì cả. Cái mục đích của clip này là mình không phải để kiếm tiền. À, không phải để xin tiền. Ok.
Rồi em ạ, giờ mình sẽ lắp kim cương vào shop mình để mình quay nhá. Mình đi quay kim cương. Chứ thật ra 200 ấy, mà lắp vào ấy thì cũng chả được bao nhiêu đâu anh em ạ. Thật sự là nếu mà lắp 200 nghìn vào ấy, thì nó không đủ để quay cái gì hết ấy. Nên là mình chỉ còn mỗi lựa chọn là mình vào shop mình quay thôi. Mình sẽ vào shop mình nhá, shop mình là shop10tv.com. Link shop mình để ra phần mô tả. Đây thì mình đã nạp vào link mình 200 rồi đây. Đây là chỗ nạp thẻ nha mọi người. Mọi người chọn loại thẻ này. Mệnh giá này, chọn size này mọi người sẽ mất thẻ nhá. Số thẻ, mã series, ok. Hôm nay thì mình sẽ quay vòng quay 25k nhá. À, vòng quay 20k thôi. Còn hôm trước thì mình đã quay vòng quay 24k rồi và nó khá là may mắn đấy em ạ. Hôm nay mình sẽ quay vòng 20k nhá. Kim cương quá. Ok các bạn ạ, lần này mình hơi xui, 200k mình chỉ quay được có 5.000 kim cương thôi. Giờ mình sẽ rút kim cương vào lick mình nhé. Ok anh em bạn, kim cương vào lick ở đây. Uầy, 5.000 kim cương, 200.000 chỉ được 25.000 kim cương thôi anh em ạ. Đi nó hơi đen một tí nhưng mà cũng được. Ok, đi quay vòng quay này trước nha. Liệu quay 3 phát nó có ra luôn bộ đồ không? Không ra này ạ. Bảo vãi nhìn. Ok, chúng ta đi quay cái gì tiếp? Đi mở súng đi, mình đam mê mở súng vãi nguyền. Thảo, liệu đạn. Ok. Sau đây sẽ đi mở một khẩu súng, đi mở một khẩu MP này, một khẩu SK này và một khẩu AK gì đấy. Ok, mà thôi đi mở cái combo này trước này. Đâu ta, quái thú đâu rồi? Không, combo quái thú đâu. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi mở combo quái thú này. À, mình mở theo kiểu như nào? Mở cái kiểu khô máu đen em. Không ra luôn ạ. Cái này 500 đắt thế mèo trời. 7 ngày 1, 3. Không ra u 3. Không ra luôn. Giao khẩu. Ra có một khẩu à. U ra một khẩu nữa nè. Ít mới mà này không hên thì hơi buồn đấy nhỉ. Mẹ phải khẩu XM8 nó khó ra không? XM8 không ra nữa. Ui không ra đây ạ. Ok đi mở khẩu này đi. Ôi mình chơi kiểu chơi từ từ thôi. Tại vì 5k kim cương một phát là nó hết ngay mà. Em nhở. Em nhở anh em. MP đâu? Ok đi quay khỏi MP này nhá. 7 ngày. Ồ, ra ba khẩu phóng lựu này. Người có ra không? Có ra không? Ra khẩu MP này. Trời ơi, ngon rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần quay khẩu này nữa. XM8 ra đi mà. Ủa sao khẩu XM8 khó ra vậy ta? What? Ở được. Cái thế đấy 500 con lợn quang nó ok hơn đấy. Phát cuội. What the hell? Sao nó không ra vậy? Ok nha anh em. Thế, mình thế. Cái này là phát cuối. Bây giờ mới ra khẩu. Ok, đây sẽ là phát cuối này. Chị trời mới ra, trời ơi. Hết tiền của tôi rồi, nó mới ra hả anh em? Ok, chúng ta sẽ đi tổng qua lại xem 5k em cường chúng ta có những gì. Một kho súng mới rồi anh em ạ.
MP5. 5K Kim Cương mới được full combo MP này. 5K Kim Cương full combo quái thú anh em ạ. Phải hơi chát một tí nhưng mà chắc là cũng không sao đâu. Ok thì hôm nào mình sẽ nạp tiền vào nick này mình quay nữa nha. Ok mọi người. Ok bye bye mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn, thank you.